Hôm nay, bão Chami vào Biển Đông diễn biến phức tạp. Dự báo hôm nay, 24/10, bão Chami, bão Chami vượt qua đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua và dạng sáng 24 tháng 10, bão Chami, bão Chami đang đổ bộ vào đảo Luzon, Philippines. Lúc 1 giờ sáng nay, tâm bão Chami đang ở trên đất liền phía đông đảo Luzon, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến 10. 75, 102 km/h, giật cấp 12, 108, 133 km/h. Trong ngày hôm nay, bão Chami vượt qua đảo Lưu Dông, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024 với cường độ mạnh cấp 9, 75, 88 km/h, giật cấp 11, 103, 117 km/h. Dự báo mới nhất cho thấy sau khi vào Biển Đông, bão Chami hướng về quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có thể mạnh thêm 3 cấp, cấp 12, giật cấp 15. Tuy nhiên, sau khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, bão có khả năng đổi hướng và di chuyển chậm lại. Đây là diễn biến rất phức tạp và khó lường của bão Chami. Cụ thể, dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km và cường độ bão có khả năng mạnh trở lại. Đến 1 giờ sáng 26 tháng 10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ sáng 27 tháng 10, tâm bão Chami ở trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão mạnh cấp 11, 12, 103, 133 km/h, giật cấp 15, 167, 183 km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, sau có khả năng đổi hướng tây nam và di chuyển chậm lại. Do ảnh hưởng của bão Chami, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển, đông gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 đến 9, 62 đến 88 km h giật cấp 11, sóng biển cao 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão 5 đến 7 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.